Cho các bạn, video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng công cụ AI giúp các bạn hoàn thành bài dự thi của mình một cách tốt nhất. Đầu tiên thì các bạn nhìn lên màn hình, ở đây tôi cũng sẽ giới thiệu qua một chút về cái cuộc thi. Cuộc thi với tên gọi là Tech Genius 2024, thiên tài sáng tạo cùng AI. Và với cuộc thi này chúng ta sẽ sử dụng hoàn toàn các cái công cụ AI trong việc là tạo sản phẩm. Tôi cũng sẽ đi qua chút về cái bản thi nhé. Trước khi đi qua bản thi thì mình đi qua các chủ đề. Về chủ đề của chúng ta có tên gọi là đồng hành cùng Euro 2024, văn hóa các nước tham gia Euro. Thì với chủ đó là chúng ta có hai bảng thi, đó là bảng A và bảng B. Cả hai bảng đều có ba bảng nhỏ, lần lượt là bảng A1, A2, A3, cho lứa tuổi từ 7 đến 8 tuổi, 9 đến 11 tuổi và 12 đến 16 tuổi. Tương tự ở B cũng thế. Trong đó thì bảng A sẽ sử dụng các công cụ AI trong việc tạo ảnh và bảng B sử dụng các công cụ AI trong việc tạo video. Và trong đó video này, mục đích mà tôi muốn hướng dẫn các bạn đó là giúp các bạn có thể sử dụng hiệu quả các công cụ AI trong việc tạo ảnh đúng với cái chủ đề của cuộc thi. Và để mà chúng ta có thể tạo ảnh thành công thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn thông qua việc đó là tạo một cái prompt một cách chính xác, đầy đủ và hiệu quả. Có rất là nhiều cái công cụ AI giúp chúng ta trong việc tạo ảnh, thì ở đây Tiki cũng có gợi ý một số cái công cụ trên trang web. Tuy nhiên thì đây không phải là công cụ bắt buộc mà các bạn phải làm. Các bạn có thể là tìm hiểu thêm những công cụ khác để tạo ra cái sản phẩm mình tốt hơn. Và một công cụ thì cũng sẽ có một cái cách sử dụng cũng như là ưu điểm, nhược điểm khác nhau. Tuy nhiên thì ở các công cụ tạo ảnh AI thì nó đều có những cái điểm chung, đó chúng ta cần tạo ra một cái đoạn mô tả, chúng ta gọi tắt đó là prompt, để chúng ta có thể là đưa ra cái yêu cầu. Và từ đó cái phần mềm AI đó sẽ tạo ra cái ảnh mà bạn mong muốn. Thì sau đây chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn trong việc tạo ảnh bằng AI. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn trên hai công cụ, đó là Leonardo và Image Creator, để xem kết quả mà cái prompt chúng ta tạo đăng lại. Đầu tiên thì chúng ta sẽ truy cập và đăng nhập vào hai cái công cụ này nhé. Với công cụ Leonardo thì chúng ta sẽ truy cập vào website, tìm kiếm với từ khóa là Leonardo AI. Tại đây thì các bạn sẽ nhấn vào trong cái đường link đầu tiên. Rồi, sau khi nhấn vào đường link đầu tiên thì chúng ta sẽ truy cập vào trang chủ của Leonardo.ai. Và tại đây các bạn sẽ tiến hành đó là tạo cái tài khoản của mình bằng cách nhấn vào Create Account. Đây là giao diện tạo tài khoản cũng như là đăng nhập của Leonardo. Thì Leonardo hỗ trợ cho chúng ta ba dạng tài khoản như là của Apple, Google và Microsoft. Các bạn có thể tải trực tiếp cái Leonardo này ở trên điều hành iOS ha. Tôi sẽ sử dụng tài khoản là Google. Rồi, sau khi đăng nhập vào bằng tài khoản Google thì các bạn sẽ tiến hành điền một số cái thông tin. Đầu tiên các bạn sẽ điền username của mình. Tại đây khi các bạn điền xong thì các bạn phải đảm bảo yêu cầu đó là từ 4 đến 15 ký tự. Sau khi điền thì các bạn sẽ xem thử là tên của mình đã có thành. Sau khi điền các bạn sẽ xem thử tên mình đó có hợp lệ hay chưa. Nếu chưa hợp lệ thì các bạn sẽ thay đổi để cho hợp lệ nhé. Sau khi mà điền username thì các bạn sẽ điền các cái mục sở thích của mình. Ví dụ tôi ở đây sẽ điền education, video game, robot design. Đúng không? Và nếu như bạn trên 18 tuổi thì mình sẽ nhắn vào đây nhé. Rồi, và đây là giao diện của Leonardo AI. Thì trong Leonardo AI thì sẽ có khá là nhiều những cái tool cho phép các bạn sử dụng. Tuy nhiên thì đây tôi sẽ chỉ hướng dẫn cái tool đó là Image Generation trong việc làm tạo ảnh. Rồi, sau khi đăng nhập thành công Leonardo.ai thì chúng ta tiếp tục truy cập vào Image Creator nhé. Thì Image Creator nó thuộc là một trong cái tool thuộc Microsoft Design, cho nên tôi sẽ vào Microsoft Design. Rồi, tại đây thì các bạn sẽ nhấn vào Image Creator ha. Thì đối với công cụ Image Creator thì biết buộc các bạn phải đăng nhập ha. Thì ở đây các bạn sẽ dùng tài khoản đó là Microsoft để bạn đăng nhập ha. Thì đăng nhập cũng tương tự giống như là bên Leonardo thôi. Tuy nhiên thì Image Creator thì khi chúng ta đăng nhập thì chúng ta sử dụng trực tiếp được luôn cái Image Creator. Thì cái Image Creator và Leonardo thì nó khác nhau, đó là
Leo Đô thì sẽ có nhiều cái tool khác cũng như là nhiều cái tính năng giúp các bạn có thể tùy biến cái bức ảnh mình tạo ra. Còn Image Creator thì chỉ dựa vào cái prompt mà chúng ta sẽ tạo. Rồi sau khi đăng nhập thành công hai công cụ thì tiếp tục chúng ta sẽ đến cái bước đó là tạo ra cái prompt ha. Rồi các bạn quan sát trên màn hình ha. Về việc tạo prompt ở đây thì tôi có tìm hiểu thì trong Image Creator Microsoft đã hướng dẫn một số cái thông tin cơ bản trong việc tạo prompt. Thì để chúng ta có thể tạo một cái prompt một cách hiệu quả, từ đó AI có thể hiểu và tạo ra đúng với cái mong muốn của chúng ta, thì cần đảm bảo một số cái từ ngữ như là tính từ hay là vị trí hay là về mặt phong cách kiểu cách. Chúng ta sẽ có một cái cấu trúc chung như ở đây. Thì cái cấu trúc này của chúng ta sẽ có bốn cái từ cơ bản. Thứ nhất là tính từ. Thì tính từ ở đây chúng ta có thể hiểu nó là những cái từ ngữ mô tả đặc điểm hoặc là tính chất của sự vật hiện tượng. Thứ hai là về danh từ. Danh từ đó nghĩa là một cái từ ngữ chỉ đích danh tên hoặc là sự vật hiện tượng. Thứ ba là về động từ. Động từ ở đây chúng ta hiểu là một từ ngữ thể hiện cái hành động, cái trạng thái của cái sự vật hiện tượng đó. Và cuối cùng là cái style, là kiểu, chúng ta đã hiểu là kiểu phong cách vật hay là màu sắc của cái sự vật hiện tượng đó. Thì đây là cái cấu trúc được Microsoft đề xuất. Tuy nhiên thì cũng sẽ có nhiều cái cách tạo cái prompt khác nhau. Tuy nhiên ở đây thì tôi sẽ hướng dẫn theo cách này. Và các bạn có thể dựa cách này để mà tự viết ra một cái prompt cho mình một cách rất là nhanh và hiệu quả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử đi tạo một cái prompt ha. Đầu tiên thì tôi sẽ tạo một cái prompt theo cái các cái cấu trúc, các từ trong cái cấu trúc ở đây. Đầu tiên là về tính từ ha. Thì chúng ta quay lại với cái phần mềm là Image Creator ha. Thì Image Creator hỗ trợ tiếng Việt cho nên tôi có thể là dùng tiếng Việt ha. Rồi đầu tiên chúng ta có tính từ ha. Ở đây tôi muốn là tạo ra một cái hình ảnh một chú robot đang phục vụ cà phê cho một gia đình ha, gồm 3 người. Thì đầu tiên là tôi sẽ tính từ. Tính từ là tôi muốn robot là vui vẻ ha, vui vẻ. Rồi tiếp theo là đây chúng ta sẽ có là danh từ. Danh từ đó chúng ta sẽ chỉ về chú robot. Rồi tiếp theo chúng ta động từ là đang phục vụ cà phê. Rồi và cuối cùng là cái style, thì là chúng ta có thể là ví dụ như là hình ảnh 3D. Rồi chúng ta có đủ 4 từ trong cái cấu trúc mà tôi vừa giới thiệu đây ha. Đầu tiên là tính từ là vui vẻ này. Rồi danh từ là robot, hành động ở đây là đang phục vụ cà phê, cuối cùng là cái style đó là hình ảnh 3D. Rồi chúng ta sẽ bấm vào generate. Chúng ta sẽ đợi một khoảng thời gian để tạo ảnh ha. Thì theo như tìm hiểu thì Image Creator mỗi khi tạo ảnh thì nó sẽ thường tạo ra chúng ta 4 hình ảnh, và hình ảnh thì sẽ có tỷ lệ khung hình thường là từ 1:1 hoặc là tỷ lệ 3:4. Rồi ok, ở đây thì các bạn thấy là chúng ta đã có 4 bức hình mà Image Creator đã tạo ra. Bây giờ chúng ta thử vào Leonardo ha, xin thử là ở Leonardo có tạo hình ảnh giống như ở trong Image Creator hay không. Thì trong giao diện của Leonardo AI các bạn sẽ nhấn vào Image Generation ha. Thì các bạn sẽ thấy sự khác biệt giữa Leonardo và Image Creator. Thì ở Leonardo thì sẽ có rất nhiều tính năng. Như thường thì đầu tiên ha, chúng ta nhắc đến đó là Leonardo mỗi ngày sẽ cho chúng ta khoảng 150 token trong việc là tạo ảnh. Đó. Và cứ mỗi khoảng thời gian thì sẽ reset lại. Ví dụ đây thì sau 12 giờ nữa thì số lượng token của tôi sẽ reset lại. Nhưng mà mỗi lần reset sẽ chúng ta sẽ quay lại cái mức ban đầu đó là 150. Rồi. Ở trên Leonardo thì cho chúng ta có thể là chọn số lượng hình ảnh chúng ta muốn xuất hiện. Ở đây chúng ta thấy là có tối đa 8 hình ảnh ha. Rồi. Hay là ở đây chúng ta có thể là điều chỉnh cái khung hình khác với Image Creator ha. Image Creator thì nó không cho phép mình điều chỉnh khung hình theo ý muốn. Khi điều chỉnh khung hình đây các bạn sẽ thấy các thông số nó sẽ thay đổi ở đoạn này ha. Như tôi sẽ chọn khung hình 1024 x 768, tương tự nó sẽ hiển thị tỷ lệ ở đây. Ngoài ra thì các bạn sẽ tự động điều chỉnh riêng biệt những chiều dài, chiều rộng ha. Và mỗi lần các bạn chỉnh ở đây thì số lượng token của mình cũng tương ứng cũng sẽ thay đổi. Ví dụ như một hình thì số lượng token mình mắc chỉ là 16 thôi, còn nếu mình chọn hai thì sẽ tập 20. Và đối với Leonardo thì chỉ sử dụng là tiếng Anh thôi, hay là số người khác không có được tiếng Việt ha.
Thì ở đây nếu bạn nào mà không rành tiếng Anh thì các bạn sẽ truy cập vào Google Dịch ha. Đây, Google Dịch. Rồi. Các bạn có thể là copy cái prompt và các bạn dịch sang tiếng Anh. Rồi, bạn chuyển menu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử. Ở đây tôi tạo là hai hình ảnh. Hai hình ảnh sẽ mất khoảng 20 token. Và có một cái hay ở trên Leo đó là nó sẽ hiển thị luôn cái thời gian nó đang tạo ảnh. Rồi, thì đây là hình ảnh vừa tạo ra ha. Rồi, chúng ta quan sát xong xong hai cái thử nhé. Ở đây thì chúng ta thấy là về tính từ là vui vẻ, chính xác này. À, các robot đều rất là vui vẻ. Cái thứ hai là robot, nhân vật robot là chính xác luôn. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta nói về hành động là đang phục vụ cà phê đúng không nào? Tuy nhiên thì nếu như mà nhìn vào Lego thì chúng ta thấy là các chú robot nó đang uống cà phê hơn là vụ. Đó. Có thể là việc chúng ta dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh nó chưa sát nghĩa nên là Lego chưa có hiểu rõ. Đó, các bạn thấy dựa vào cái cấu trúc vừa rồi mà chúng ta có thể là tạo một cái prompt một cách nhanh chóng và dễ dàng. Prompt của bạn cần cụ thể và giàu tưởng tượng thì cái hình ảnh của AI mà tạo cho các bạn sẽ càng chi tiết và đẹp. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tạo cái prompt theo chủ đề của cuộc thi nha. Chủ đề của cuộc thi của chúng ta đó là đồng hành cùng Euro 2024, văn hóa các nước tham gia Euro. Thì ở đây đầu tiên thì chúng ta cần tìm hiểu là Euro 2024 bao gồm những đất nước nào tham gia. Ở đây tôi cũng đã tổng hợp danh sách các nước tham gia rồi và tới 24 đội tuyển tham gia Euro 2024. Tuy nhiên ở đây thì tôi sẽ chỉ chọn một đất nước, đó là Bồ Đào Nha ha. Bồ Đào Nha là như là quê hương của Ronaldo đúng không nào? Rồi. Thì chúng ta sẽ tạo ra hai prompt thử đi ha. Prompt đầu tiên mà tôi muốn tạo đó là tôi thử nghĩ ra một cái viễn cảnh đó là đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch Euro. Thì chúng ta sẽ thử đội bóng Bồ Đào Nha. Rồi. Đối tượng là đội bóng Bồ Đào Nha ha. Rồi, đang cầm cúp Euro. Rồi. Họ rất vui mừng. Hình ảnh 3D. Rồi, chúng ta thử tạo ảnh xem ra kết quả là gì nhé. Ở đây đối với phần cấu trúc của prompt mà tôi có giới thiệu thì nó đang theo thứ tự là tính từ trước tới danh từ, động từ và cuối cùng là cái kiểu cách đúng không nào. Tuy nhiên thì bạn có thể là trộn lẫn vị trí lẫn nhau chứ không nhất thiết phải tuân theo cấu trúc mà tôi chia sẻ ở đây. Các bạn có thể là đưa ra cái hành động trước hoặc là danh từ trước vân vân. Thì ở đây tôi đang để là một đối tượng đội bóng Bồ Đào Nha trước này. Rồi, ở đây là chúng ta đã có bốn hình ảnh đã được tạo ra ha. Và chúng ta thấy là AI đã tạo được một cái viễn cảnh đó là nếu như Bồ Đào Nha vô địch Euro 2024 đấy, thì chúng ta sẽ có một hình ảnh mà các cầu thủ đang cầm cúp và đã đang reo hò rất vui mừng ha. Bây giờ chúng ta thử chuyển sang tiếng Anh rồi và tạo bên Leo đô ha. Chúng ta tạo hai hình nhé, các bạn có thể thay đổi các thuộc tính. Ở đây thì Leonardo cũng đã tạo ra hai hình ảnh rồi. Vậy thì chúng ta thấy rằng ha, hai hình ảnh ở Leonardo và Image Vector khác nhau rất là nhiều. Theo như tôi thấy thì ở bên Leonardo thì hình ảnh tạo ra chân thực hơn, cấp hình như là cũng có màu sắc. Để biết là cấp chúng ta sẽ thử cấp Euro 2024 ha. Ở đây khi mà các bạn tạo ảnh ha, là cũng nên lưu ý trong việc là xác thực là thử là cái cấp Euro nó thành dạng gì ha. À đây, tôi thấy là cấp Euro ha. Đây. Và chúng ta thấy rằng là bên Image Creator tạo gần như là chính xác hơn so với Leonardo ha. Thì đối với Leonardo thì nó có một tính năng cũng khá là hay, đó là cho phép các bạn chọn cái model. Cái model này thì có thể là hiển thị hình ảnh ở dưới dạng khác nhau, ví dụ như hình ảnh anime hay hình ảnh cổ điển hay hình ảnh dưới dạng là 3D, phim ảnh, hoạt hình v.v. Thì các bạn có thể là tìm hiểu thêm về Leonardo này. Rồi, tôi muốn tạo một cái prompt khác nữa. Ví dụ như là đây là trường hợp
nổi tiếng của Bồ Đào Nha đang cầm cúp. Tuy nhiên thì tôi sẽ thay đổi cho một tí ha. Đó là người dân Bồ Đào Nha đang họ đang ăn mừng chiến thắng Euro, họ rất là vui mừng. Anh bay đi. Rồi. Ok. Ở đây thì Macrator đã tả chúng ta hình ảnh ha. Ở đây thì mình đang tập trung đó là người dân đúng không? Tuy nhiên thì Macrator đó là tạo luôn những hình ảnh người dân đang người táo. Rồi. Ở đây có hình ảnh tôi thấy đó, 3-4 hình ảnh đó là có lá cờ Bồ Đào Nha ha. Các bạn cũng nên đó là thử search lá cờ. Các bạn quan sát thử là cái lá cờ của đất nước Bồ Đào Nha có đúng với cái hình ảnh mà AI tạo ra không nha. Rồi, ok. Rồi, các bạn sẽ thấy rằng là mỗi cái công cụ sẽ cho ra một cái kết quả khác nhau. Tuy nhiên thì nó sẽ đều hướng đến kết quả cuối cùng dựa theo cái prompt mà các bạn tạo ra. Thì cái prompt của các bạn đó, càng rõ ràng và chi tiết thì khi đó cái kết quả mà các bạn thu được sẽ càng đa dạng. Đó, chất lượng hình ảnh thì ở các công cụ tôi thấy thì cũng rất là cao rồi. Đó, và cái việc sử dụng công cụ, một công cụ sẽ không có giống nhau, cho nên là sẽ cần cái thời gian để các bạn có thể làm quen với cái công cụ đó để mà tạo ra một hình ảnh tốt nhất cho sản phẩm của mình. Rồi, thì ngoài việc là các bạn dựa theo cái cấu trúc mà tôi hướng dẫn ở đây, các bạn có thể là thay đổi cũng như cải thiện cái prompt của mình sao cho hay hơn, chi tiết hơn. Thì ở đây mình sử dụng ở trên cái Inbicrator nha, mình tắt nhiều đồ nha. Ví dụ như đây tôi có thể là không phân cách các cái từ ngữ này cho phải, chúng ta có thể ghi liền với nhau. Thì người dân Bồ Đào Nha đang ăn mừng chiến thắng Euro và họ rất vui mừng. Hình ảnh sẽ hiển thị 3D đang ăn mừng chiến thắng không tại đất của họ và họ rất vui mừng. Rồi chúng ta tự tạo với cái việc sau khi cải thiện lại cái prompt của mình nhé. Rồi thì đây là kết quả mà cái prompt tiếp theo mà chúng ta vừa sửa đổi, thì là cũng bốn hình ảnh hiện ra và tôi thấy là hình ảnh hiển thị cũng chi tiết rõ ràng hơn. Có thể là tại cái nội dung đất nước của họ thì chưa được chi tiết, cho nên thành ra AI cũng không có thể mô tả được là trên hình dạng hình dáng đất nước đó cũng như là cái phong cảnh xung quanh như thế nào. Thì trong quá trình làm thì các bạn cũng có thể là thay đổi thêm chi tiết hơn nhé. Sau phần hướng dẫn vừa rồi thì tôi cũng sẽ có một số lưu ý khi bạn tạo ảnh với AI ha. Đầu tiên đó là bạn cần xác định rõ mục tiêu của mình thông qua việc tạo prompt. Khi tạo prompt thì bạn cần có một cái prompt chi tiết, càng chi tiết thì hình ảnh của bạn càng đúng với mong muốn của mình. Cái thứ hai đó là trong quá trình mà mình sử dụng prompt thì bạn có thể là thử tạo nhiều lần với một prompt để bạn có thể tìm được cái kết quả mà mình mong muốn tốt nhất. Cái thứ ba là bạn có thể là sử dụng các cái công cụ tìm kiếm tra cứu để xác thực những cái thông tin hình ảnh mà AI tạo ra để tránh việc ảnh hưởng đến những cái vấn đề như là bản quyền hoặc là sai sự thật. Và cái thứ tư đó là bạn có thể là sử dụng một cái công cụ khác để chỉnh sửa hình ảnh mà AI đã tạo ra. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại bạn trong nội video tiếp theo.